nó còn có hơi ấm không? Coi nó còn sống hay là đã chết. Ôi con. Lộn xộn quá, khỉ chúa ơi. Bây giờ phải làm sao để khỉ chúa? Ngươi quên là công việc của loài khỉ chúng ta là phải dọn dẹp những thứ hôi thối trong khu rừng này. Ngươi quên rồi sao? Trời. Vậy các ngươi hãy lại coi coi cái xác nó còn sống hay không. Rồi, em coi sao nè. Mà xàm có nghĩa là bậy bạ đó. Lấy chỗ không có được quả thiêu. Chết sao vậy? Chẳng rồi, bây giờ nó chết rồi phải đem chôn kiếm chỗ tôm. Mình khiêng nó đem ra hầm vàng đi nha. Để lên đi. Nhanh. Trời, đã trễ rồi, nhớ lên. 2, 3. Thấy chưa, tôi đã nói với ông rồi, tự nhiên ông đuổi nó
tay tôi hoài vậy? Thì tôi thấy chứ phải tôi không thấy đâu. Thì bây giờ á, chúng ta phải tìm cho ông lão kỳ lạ đó, đúng không? Ừ, thì tìm đi, bây tìm giờ đi. Để cho ông ăn, cho ông ăn nhiều được nhiều, cho ông uống nhiều được nhiều đó. Rồi bắt ổng á, dẫn mình đi lấy vàng. Rồi chắc chắn mình lấy nhiều hơn, rồi mình sẽ giàu hơn chú nó, đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Đi tìm đi ông, đi tìm đi. Ông ơi, ông nhìn kìa kìa, chào nha, chào hai người, dạo này khỏe không? Dạ, khỏe. Dạ. À, thôi, tôi đi nha. Ông ơi, tôi chuẩn bị cho ông hết rồi nè. Nè, xúc xích giòn nè, xôi thập cẩm nè, mắm bút bút dừa tiêm nữa nè, ổi xá lị nữa, ông đói lắm không? Thôi tôi đi nha. Gì nữa? Đi đâu mà nhồi mà vàng mà chắc phải đá mà hoàng phải dây. Chân đứng lại đây đây để kiếm vàng cho hai vợ chồng tôi cái. Ông nhớ vàng không? Ông nhớ vàng không? Vàng á, vẫn đi lấy vàng. À đúng rồi, đúng rồi. Đi đâu mà vẫn đi lấy vàng? Trời, nè, ông lão không có giỡn nha. Ăn cho nhiều, uống cho nhiều, bây giờ nói vậy là sao? À, đúng rồi. Trời quá đất luôn mà bây giờ không biết vàng làm sao? Dạ mà anh chị cho tôi ăn mà tôi đâu có biết gì vàng gì đâu. Chở gì? Tôi cho ăn là phải dẫn tôi đi lấy vàng chứ. Thằng em tôi nó chỉ gì á? À, hóa ra là chuyện như vậy à. Có, tôi không có chỉ chỗ cậu ta lấy vàng, mà tôi chỉ chỉ cậu ta ra ngoài vườn ngửi bông hoa nào đẹp nhất. Đó, chỉ có vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Hủy hoa mà lấy được vàng hả? Ờ, tôi lấy được vàng không thì tôi không biết rồi nha. Chỉ là chỉ gửi bông hoa nào đẹp nhất thôi. Thôi, tôi đi nha, chào anh chị. Hủy hoa vậy ông? Phải không? Hủy hoa vậy? Thôi bây giờ hỏi tỷ lại ông coi.